Kính thưa quý vị, khách hàng của Walmart cắt giảm chi tiêu. Từ nỗi đau ở trạm xăng cho đến tiền thuế cao hơn trong phiếu lương, làm cho người tiêu dùng còn lại ít tiền hơn để chi tiêu tại các nơi như Walmart. Nhà bán lẻ hàng đầu báo cáo một doanh số bán hàng đáng thất vọng cho quý thứ tư trong năm tài chính và cho biết rằng doanh số bán hàng hiện tại không có thay đổi. Các kinh tế gia nói rằng điều này phản ảnh tình trạng mức thất nghiệp cao kéo dài, tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, giá nhà không gia tăng và người lao động Hoa Kỳ trung bình đã không được tăng lương trong 5 năm. Khách hàng của Walmart được coi là đại diện cho người dân trung bình ở Hoa Kỳ và doanh số bán hàng đáng thất vọng của siêu thị này cho thấy người dân trung bình ở Hoa Kỳ đang ở dưới áp lực tài chính. Tính trung bình trên cả nước, giá xăng đã tăng 47 cent chỉ riêng trong tháng vừa qua. Một cuộc khảo sát mới của Hiệp hội Bán lẻ Liên bang cho thấy 7 trong 10 người Hoa Kỳ đã điều chỉnh kế hoạch chi tiêu của họ để đối phó với sự gia tăng 2% thuế thu nhập. Và gần một nửa trong số được hỏi nói rằng họ sẽ trì hoãn kế hoạch mua những món hàng lớn như xe hơi, TV hay đồ nội thất. Walmart cũng đã đổ lỗi cho việc chậm trễ của sự hoàn lại tiền thuế, nói rằng công ty chỉ đạt được doanh thu bằng một nửa con số mà công ty có được vào thời điểm này của năm. Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn bán lẻ Wendy Lipman không bị thuyết phục bởi lý do này. Một vấn đề khác của Walmart đó là niềm tin trong tháng giêng của người tiêu dùng có thu nhập thấp tiếp tục giảm trong tháng thứ ba liên tiếp. Bà Lipman cho biết, người tiêu dùng hiện đang cắt giảm các chuyến đi tới các cửa hàng Walmart và mua những thứ cần thiết hàng ngày tại các cửa hàng địa phương. Đây là một ảnh hưởng nghiêm trọng khi Walmart có hơn 100 triệu người mua hàng. Walmart đang cố gắng lôi kéo người tiêu dùng bằng cách bán các sản phẩm trong những bao bì nhỏ hơn. Như vậy, mức giá sẽ thấp hơn.